Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu chương 6, trao đổi chất và năng lượng. Bài đầu tiên của chương, bài 31, trao đổi chất. Nội dung của bài sẽ gồm có tất cả là 3 phần ha. Phần thứ nhất là trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài. Phần thứ hai, trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong. Và phần thứ ba, mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên ha, là trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài, hay còn gọi là trao đổi chất ở cấp độ cơ thể. Thì các em thấy đây là hình ảnh của hệ tiêu hóa ở con người chúng ta. Và như chúng ta đã học rồi, hệ tiêu hóa thì chức năng của nó là nó sẽ lấy thức ăn và biến đổi thành những chất dinh dưỡng, đồng thời thải những cái chất thừa của cơ thể đi ra ngoài qua hậu môn. Tiếp tục, các em thấy đây là hình ảnh của hệ hô hấp. Vậy thì hệ hô hấp sẽ có vai trò gì? Vai trò của hệ hô hấp đó là lấy khí oxy và thải ra khí carbonic cho cơ thể. Hệ cơ quan tiếp theo là hệ tuần hoàn. Thì hệ tuần hoàn, vai trò của nó là vận chuyển oxy và những chất dinh dưỡng tới tế bào và vận chuyển carbonic tới phổi, các chất thải thì tới các cái cơ quan bài tiết. Tiếp theo là hệ cơ quan mà chúng ta chưa học đến, đó là hệ bài tiết và da. Thì hệ bài tiết sẽ có chức năng đó là lọc từ máu các cái chất thải và bài tiết ra ngoài qua đường nước tiểu hoặc là qua mồ hôi. Rồi bây giờ dựa vào những cái thông tin ở phía trên thì mình sẽ thấy là ở đây là có một cái sơ đồ là trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường. Cái ô vuông màu tím tím là đại diện cho cơ thể, và bên ngoài ô vuông đó chính là các cái môi trường bên ngoài của cơ thể. Vậy thì môi trường ngoài sẽ cung cấp những gì cho cơ thể? Thì cái này các em cũng sẽ biết ha. Đó là môi trường ngoài sẽ cung cấp oxy nè, cung cấp thức ăn nè, cung cấp nước và muối khoáng cho cơ thể chúng ta. Vậy đồng thời môi trường ngoài cũng sẽ nhận lấy những cái sản phẩm nào từ cơ thể thải ra? Khi chúng ta sử dụng oxy thì chúng ta sẽ thải ra khí carbonic, thức ăn và thải ra phân, nước, muối khoáng thì là đi ra ngoài qua nước tiểu và mồ hôi. Vậy những cái hệ cơ quan nào trong cơ thể sẽ tham gia vào sự trao đổi chất? Thì đó là tất cả những cái hệ cơ quan mà mình vừa tìm hiểu chức năng ở trên, là hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết. Và đây cũng chính là cái sự trao đổi chất giữa cơ thể của chúng ta với môi trường ngoài. Các em chép đặc điểm của phần 1 La Mã vào tập ha. Ở cấp độ cơ thể thì môi trường ngoài sẽ cung cấp thức ăn nè, nước nè, muối khoáng và oxy qua hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, đồng thời là tiếp nhận cái chất bã, sản phẩm phân hủy và khí CO2 từ cơ thể thải ra. Bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu phần 2 La Mã, trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong, hay còn gọi là trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Thì chúng ta sẽ thấy nè, đơn vị sống nhỏ nhất trong cơ thể là gì? Ai cũng sẽ trả lời được, đơn vị sống nhỏ nhất trong cơ thể cấu tạo nên một cái cơ thể sống đó chính là tế bào. Và bản chất của sự sống là gì? Thì bây giờ chúng ta hãy quan sát sơ đồ sau. Các em nhìn hình ở trên hình ha, trên hình là cái phần ở giữa là hình ảnh của tế bào. Bên xung quanh tế bào là nước mô, môi trường bên trong và máu bao quanh xung ngoài bên ngoài. Và nó, các cái thành phần này nó sẽ nằm trong cơ thể, và bên ngoài của cơ thể là môi trường bên ngoài. Giờ các em sẽ thấy nè, bên ngoài thì nó sẽ cung cấp thức ăn, nước và muối khoáng cho cơ thể mình ha. Và cơ thể mình sẽ tiếp nhận qua cái hệ tiêu hóa nè, tạo thành chất dinh dưỡng. Rồi bây giờ chất dinh dưỡng nó sẽ theo máu vận chuyển đến
cung cấp cho tế bào. Tiếp tục, bên ngoài cũng sẽ cung cấp oxy cho phổi nè. Phổi lấy oxy vào trong máu và vận chuyển nó cung cấp cho tế bào. Rồi, thì khi tế bào á, sử dụng chất dinh dưỡng thì nó sẽ tạo ra năng lượng, đồng thời nó cũng sẽ thải những cái chất thải. Và khi sử dụng oxy thì cái chất sản phẩm tạo ra nó sẽ là CO2, khí carbonic. Rồi bây giờ cái chất thải ha thì nó sẽ được tế bào vận chuyển ra trở lại máu. Còn oxy, còn CO2 thì nó sẽ đi theo máu để máu vận chuyển đến phổi. Đây các em thấy ha. Rồi sau đó thì máu sẽ vận chuyển các chất thải này đi đến cơ quan bài tiết để thải ra ngoài qua nước tiểu. Và phổi cũng sẽ thải những cái khí CO2 này đi ra bên ngoài. Và các cái chất mà thải ở dạng rắn á, thì nó sẽ được vận chuyển qua hệ tiêu hóa, từ hệ tiêu hóa để thải ra ngoài, thành phân thải ra ngoài. Rồi đây là hình ảnh cái môi trường bên trong cơ thể. Thì mình sẽ thấy rằng là tế bào nó sẽ thải nước mô qua cái, nó trao đổi qua cái phần nước mô này nè, oxy và chất dinh dưỡng nó sẽ đi vào tế bào. Đồng thời khi tế bào thải ra khí carbonic và các chất thải thì nó cũng sẽ thải ra bên ngoài phần nước mô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dựa vào hai cái hình trên ha, chúng ta sẽ tự trả lời cho cô ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, là trao đổi chất ở cơ thể đã cung cấp cho tế bào những chất gì? Và ở tế bào thì đã thải ra những chất gì? Đồng thời ở tế bào thì trao đổi chất thông qua môi trường nào? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời lần lượt từng câu hỏi ha. Câu hỏi thứ nhất nè. Tế bào tiếp nhận từ môi trường bên trong cơ thể chất dinh dưỡng nè và oxy được sử dụng cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể. Câu hỏi thứ hai. Những cái chất thải, những cái chất bài tiết sẽ ra khỏi, thải ra khỏi tế bào và cơ thể luôn. Và câu hỏi thứ ba thì tế bào trao đổi chất sẽ thông qua cái môi trường đó là nước mô. Bây giờ các em sẽ ghi những cái thông tin của phần 25 mã vào tập nha. Thì ở cấp độ tế bào ha, các chất dinh dưỡng và oxy tiếp nhận từ máu và nước mô sẽ được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống. Đồng thời các sản phẩm phân hủy được thải vào môi trường trong đưa tới cơ quan bài tiết, còn khí CO2 thì được đưa tới phổi để thải ra ngoài. Tiếp tục chúng ta qua phần 3 la mã, mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Câu hỏi thứ nhất, trao đổi chất ở cơ thể đã cung cấp và nhận từ tế bào những sản phẩm gì? Câu hỏi thứ hai, trao đổi chất ở tế bào giải phóng sản phẩm gì để cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động? Bây giờ các em hãy xem cho cô những hình ảnh sau đây và tìm ra câu trả lời cho hai câu hỏi này nhé. Rồi, đây là hình ảnh của cái sơ đồ mà trao đổi chất bên trong cơ thể lúc nãy ha. Bên trong cơ thể và với môi trường ngoài nè. Rồi bây giờ sau khi xem xong sơ đồ thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất nè. Trao đổi chất ở cơ thể đã cung cấp và nhận từ tế bào những sản phẩm gì? Thì mình sẽ thấy rằng là trao đổi chất ở cơ thể nó sẽ cung cấp dinh dưỡng nè, cung cấp oxy cho tế bào và nhận từ tế bào các chất thải, các khí carbonic để thải ra môi trường bên ngoài. Câu hỏi thứ hai nè. Trao đổi chất ở tế bào sẽ giải phóng sản phẩm gì để cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động? Thì các cơ quan trong cơ thể mà muốn hoạt động được ha thì nó sẽ giải phóng năng lượng, phải cần có năng lượng. Năng lượng này sau khi trao đổi chất thì cái tế bào nó sẽ giải phóng ra cái năng lượng và năng lượng này sẽ cung cấp cho những cái cơ quan trong các cơ thể hoạt động. Vậy thì em hãy cho biết trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong có mối quan hệ
như thế nào với nhau? Thì câu trả lời đó là chúng có mối quan hệ mật thiết. Có mối quan hệ mật thiết và đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển. Nếu như trao đổi chất ở một cấp độ ngừng lại thì cái cấp độ còn lại nó sẽ ngừng lại luôn, không hoạt động. Và nó không hoạt động thì cơ thể của chúng ta sẽ không tồn tại và phát triển. Kem ghi cho cô thông tin của phần ba la mã vào tập nha. Đây là hình ảnh ba em bé, một em bé thì gầy ốm, một em bé bình thường và một em bé trông có vẻ rất là bụ bẫm, mà người Việt Nam của chúng ta rất là thích em bé bụ bẫm. Nhưng mà thật ra trong ba em bé này thì mình sẽ thấy rằng cái em bé mà có thân hình phát triển khỏe mạnh bình thường, cân đối thì mới là một cái em bé khỏe mạnh nhất. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được cái cuộc sống khỏe mạnh? Chắc chắn là để khỏe mạnh ha thì chúng ta cần phải tập thể dục thể thao thường xuyên, và kèm theo những chế độ ăn uống tập luyện cho phù hợp để có thể giúp cho quá trình trao đổi chất của cơ thể chúng ta nó diễn ra được một cách suôn sẻ và thuận lợi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua phần bài tập củng cố. Câu hỏi số 1, trao đổi chất ở cấp độ tế bào là? Câu trả lời đúng sẽ là câu trên, tức là sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong. Máu mang đến cho tế bào các chất dinh dưỡng và carbonic, và tế bào thải vào máu nước mô, carbonic và các chất bài tiết. Câu hỏi số 2, sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể biểu hiện như thế nào? Các em sẽ thấy là môi trường ngoài nó cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước, muối khoáng và oxy qua hệ tiêu hóa và hô hấp. Đồng thời thì nó sẽ tiếp nhận từ cơ thể thải ra những cái chất bã nè, sản phẩm phân hủy và khí carbonic qua hệ tiêu hóa, hô hấp và bài tiết. Câu hỏi số 3, tại sao nói sự trao đổi chất giữa cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào có mối quan hệ mật thiết với nhau? Câu trả lời đó là trao đổi chất ở cơ thể thì nó sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nè, oxy cho tế bào và nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết carbonic để thải ra môi trường ngoài. Còn trao đổi chất ở tế bào thì nó sẽ giải phóng năng lượng, cung cấp cho những hoạt động của các cơ quan bên trong cơ thể để thực hiện cái quá trình trao đổi chất. Như vậy là có năng lượng thì mới thực hiện được trao đổi chất, và có sự trao đổi chất thì mới cung cấp được cái sản phẩm để tạo ra năng lượng. Vì vậy mà nó sẽ có mang quan hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời. Về nhà các em học bài, chép bài đầy đủ vào tập và đọc trước bài mới giúp cô nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau.